Xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm video về ăn uống cả nhà ơi. Hôm nay mình sẽ làm một món mới nữa nha. Thì hôm nay mình sẽ làm đó là món đuôi heo. Đuôi heo mình sẽ hầm chung với đậu phộng nè. Đây bên đây nè, đậu phộng mình đã ngâm với nước rồi nè. Ngâm nấu cho nó ra bớt cái chất dơ, tạp chất với lại nó mau mềm á cả nhà. Rồi đuôi heo sáng mình mua mà cái phần đuôi họ nhỏ ngoài á, người khác người ta mua rồi. Người ta cắt ra bởi vì còn cái khúc trong không à. Có phần xương nữa nè. Phần xương khúc trong chứ không còn cái đuôi nhỏ nhỏ ngoài nữa. Mẹ có mua thêm cho mình mấy cái miếng xương thịt nữa nè, nấu thêm cho nó ngọt nước đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu cả nhà, món này cũng đơn giản à. Rồi như vậy là cái nồi đuôi heo hầm đậu phộng của tụi mình đã xong rồi cả nhà. Mới vừa bắt lên luôn, khói nghi ngút luôn. Đó, và bây giờ Nhi sẽ múc ra cái tổ này. Con kiến kìa. Nhìn thơm quá em ơi. Thơm lắm luôn á. Thơm cái mùi đậu phộng á. Em kiếm cái đuôi heo đây, đuôi heo đây. Trời ơi cái đuôi. Này là đuôi heo cái này. Quá ngon. Quá trời đói bụng rồi. Mà hầm này lâu ghê đó em. Hầm nãy giờ thiệt chứ cũng có tiếng mấy á, đúng không? Đúng rồi. Tại đậu phộng lâu chín. Đậu phộng mình tụi mình thử làm sao nó cứng cứng hoài à, có vậy hầm hoài luôn. Xin chào cả nhà. Rồi như vậy là cái món đuôi heo hầm đậu phộng của tụi mình đã làm xong rồi cả nhà. Quên tắt rồi cả nhà ơi. Này, cho cả nhà xem ha. Rất là hấp dẫn luôn. Đấy, thấy không? Nghe nói là ăn món này là có nhiều chất dinh dưỡng lắm á cả nhà. Ăn bổ lắm. Như đàn ông ăn cũng bổ mà phụ nữ ăn cũng bổ mà. Rồi, phụ nữ có bổ không bổ? Chắc cũng bổ. Tại vì nếu như anh thấy là thường thường là giò heo hầm đu đủ sẽ bổ hơn có nhiều. Giò heo với đuôi heo cái nào cũng bổ hết. Rồi, thôi mình, hai chồng mình mời cả nhà ăn chung nha. Mời cả nhà ăn cơm chiều với hai chồng mình luôn nha. Đói quá cả nhà ơi. Mình ăn cơm với món đơn giản cả nhà. Món này thôi. Đem bớt cơm. Nấu này cũng hơi lâu quá cả nhà. Tại vì cái đậu phộng này nè. Rồi mình nấu hoài cái thì nấu thì cũng lâu lắm mà thử khi mà lúc mà thử ra cái nó còn cứ cứng, cái lỗ còn cứng còn. Nấu phải cho mềm mới ngon cả nhà ơi. Bây giờ mình nấu hơi lâu. Ý là nãy mình trước khi nấu là mình ngâm hơn 1 tiếng đồng hồ luôn rồi đó. Ngâm nước lạnh. Đáng lẽ ra mình phải luộc nữa đó. Nhưng mà mình sợ luộc quá nhiều không biết nó có bị mất chất gì không thôi. Mình chỉ ngâm nước lạnh thôi à. Chứ mình không có luộc. Ví dụ như ai gấp á, mọi người gấp á thì có thể là mình không có ngâm nước lạnh á thì mình có thể là luộc sơ nước nóng trước. Khoảng tầm 50 phút gì đó cái nhà cho nó mềm bớt á. Rồi sau mình mới thả vô nấu chung với heo, giò heo với đuôi heo. Này nó còn nóng luôn nè. Ăn nhìn nó ngon. Mà sáng định mua nguyên cái đuôi luôn mà tự nhiên mua cái mẹ đi mua giùm nhưng mà mẹ nói người ta mua cái phần đuôi kia rồi. Chắc người ta mua làm gì á, xong rồi mình còn chỉ phần đuôi trong thôi. Thì là cái đuôi mày ngoài. Cái đuôi nhỏ nhỏ ngoài á. Ngoài người ta mua ấy. Cái mẹ mới mua thêm cái xương thịt đó cả nhà, nấu cho nó ngọt nước. Không vậy cũng ngon á, xương con nấu cũng ngon lắm á. Rồi ăn thôi cả nhà ơi. Nói lắm rồi. Ăn cơm chiều thôi. Ăn lăn bám mà thịt này nó sắc. Nãy một số mình sắc trước rồi ăn cho nó dễ ăn á.
Còn mấy cái xương thì để ăn luôn, để nguyên cục ăn luôn. Wow. Mời cả nhà nha. Ăn cục này quá bự luôn. Ăn nguyên cục luôn, em sắc chặt nha. Rất là béo luôn. Thật là béo lắm cả nhà. Khả năng trúng phần da mình mỡ lắm, béo lắm. Béo quá, béo lắm. Thật này rất là dẻ mà nó ngọt lắm. Đậu phộng thì nãy giờ mình nấu nó cũng hơi bùi cả nhà. Hơi sực sực, hơi bùi bùi. Nhưng mà nấu nó không có mềm mỡ được hay không? Nó không có mềm xèo được. Nó vẫn còn cái độ cứng cứng á. Thế thì nó rất là lâu luôn. Nhưng mà vẫn có độ bùi. Bùi cái đậu phộng á. Để nó mắm được. Bữa giờ Bảo đi rồi, dưới quê mình trời không khí đồ cũng tốt lắm cả nhà. Trời nắng rồi. Ừ, trời nắng lại. Thấy vui vui sao? Ngày bữa trước mưa quá chừng. Bởi là do tính chất công việc bây giờ tầng tụi mình chỉ đăng video có một lần. Bởi vậy cả nhà cũng thông cảm cho hai vợ chồng mình nha. Anh Tân thì đi làm rồi cả nhà, tăng ca được. Còn Nhi thì ở nhà thì hư. Ủa không ở nhà nó mới nghỉ rồi cả nhà. Nhi là 39 tuần á. Thay 39 tuần Nhi mới nghỉ là công ty. Thì nay là tuần 39 rồi đó. Nay đúng rồi. Nhi cũng đi làm nữa. Rồi khi có bữa nghỉ thứ năm nhưng mà cũng mệt. Nó đâu quay cả nhà xem không. Có bầu cái gì dễ mệt lắm cả nhà. Đúng rồi. Người ta thấy có bầu còn hạch hơn em thôi. Em vậy là quý rồi. Là như nghĩ trước ngày dự sanh có một tuần à. Có người nghỉ trước sanh dự sanh là một tháng hai tháng luôn á. Còn như làm tới tuần gần cuối cùng như mới nghỉ. Ai cũng nói sao như nghỉ trễ chứ. Ở như thế cũng không có nặng nề cho lắm nên là cũng gắng làm thêm vài tuần nữa. Anh cũng bất ngờ chứ. Anh cho thời gian mà khi mà mình con mình sinh con á cả nhà, mình nghỉ chơi với con được lâu hơn chút. Tại vì dù trước hay sau thì mình cũng nghỉ trong vòng 6 tháng rồi. Dù như trước đó mình nghỉ sớm quá thì sau này mình đi làm sớm. Thì con còn nhỏ thì làm sớm tội nghiệp thế nào. Nhưng mà anh thấy người ta nghỉ ít nhất là khoảng 2 tuần. Thường thường là vậy đó. Nhìn người ta đi làm thì người ta nghỉ trước 2 tuần hoặc có thể là thậm chí là 1 tháng bình thường. Nhưng mà em cũng hơi mạo hiểm mà cũng hơi may mắn nha. Có nhiều người cái nhà chưa có kịp nghỉ công ty là xanh nó đi, xanh em bé luôn. Như làm còn mấy ngày nữa mới nghỉ á, mới tới ngày nghỉ nhưng mà xanh luôn rồi. Nên cuối cùng phải đổi cái ngày rồi. Rồi có người người ta mới vừa nghỉ công ty xong, hồi trước là ngày bữa sau người ta xin luôn. Cái đó quá may mắn luôn, quá hơn luôn á. Ừ, quá may mắn. Nói chung công việc của Nhi thì cũng không có nặng nề gì lắm cả nhà. Bởi vậy được, làm được em. Được. Chứ mà nếu như có vấn đề gì thì nghỉ sớm rồi. Thấy Nhi cũng sức khỏe cũng tốt cả nhà, không đến nổi. Trộm phía là từ hồi có bầu tới giờ cũng không có bệnh gì chứ. Không có cảm ho sốt gì hết. Giống như chắc tại vì em ăn cái cay nhiều là uống cái vitamin đó. Như uống canxi sắt là trong đó có vitamin đó. Nhưng mà đặc biệt là trước khi mà có em bé là Nhi bệnh rất là nhiều á, thiệt rồi. Luôn. Hồi lúc trước khi mà có em bé là Nhi bệnh hàng tuần mà. Cứ hay là ho, sổ mũi rồi như đó. Cứ nóng lạnh hoài. Mà tới hồi có em bé thì lại làm như trộm phía không có vậy. Nhưng đặc biệt lúc mới về nhà mình nha. Lúc mà mới đợt mà Nhi mới về nhà chồng á. Thôi bệnh gì đâu mà khủng khiếp chứ. Em nghĩ là do cái thuốc vitamin á. Bác sĩ kê đơn hết cho tao. Vậy là suy ra được là bản thân em bị thiếu cái đó. Tại vì á, khi mà có bầu á, mà bị bệnh ở nhà anh bé ảnh hưởng nhiều lắm. Cho nên là bác sĩ phải kê những cái loại thuốc vitamin bổ cho mẹ bầu á. Cho tăng sức đề kháng lên á. Chứ trái gió trở trời là dễ bệnh lắm cả nhà ơi. Người bình thường cũng dễ bệnh rồi mà mẹ bầu dễ bệnh hơn. Mà bệnh vậy em bé đâu có tốt được đâu. Đúng rồi. Ảnh hưởng lắm á. Nghĩ tội anh cũng gầu. Nói bên nghe bình thường em bệnh hoạn vậy nè. Không biết có bầu nữa sau này làm sao. Cũng gầu ha. Cũng gầu. Mà đâu không ngờ là tới thời điểm này cũng 9 tháng rồi. Trộm vía là Nhi cũng sức khỏe tốt đấy nha. Giờ còn mong chờ cái ngày mà em bé chào đời nữa là xong rồi. Còn vài ngày nữa cả nhà. Nói chung hai chồng mình rất là hồi hộp luôn. Đang mong chờ. Mong chờ nhìn thấy mặt em bé. Chỉ còn 10 ngày nữa, đúng 10 ngày nữa. Đúng không? Một tuần nữa hả? Đúng một tuần nữa. Một tuần nữa tới ngày dự sanh nè. Một tuần nữa làm tới ngày dự sanh đó.
hai chồng mình rất là nôn nao luôn. Nôn nao ở đây thì nôn một phần, rồi lo một phần nữa. Tại vì mới mà cả nhà, cái gì cũng vậy. Có đứa con đầu lòng bây giờ cũng lo lắm. Không biết sao đây. Nghĩ mà chị sẽ ổn mà. Vậy là cũng may mắn rồi cả nhà. Giống như là mình xanh, nghĩ là cũng không trễ quá đâu. Nghĩa là đúng ngày đi xanh luôn, hoặc là sớm một vài ngày là không hỏi. Cũng có nhiều mẹ bầu xanh sớm thì dù làm thì mấy anh mấy chị nói em sinh đầu lòng á, thường thường nó sẽ sớm hơn dự định, nhưng mà biết sao. Em nghĩ có sớm một vài ngày không biết nữa. Để anh gấp cho em một cái cục này nữa nha. Em bế thêm cơm không? Bế thêm nữa. Một cái chà bá. Chà bá bơi dưới. Mấy cục xương mà nó không có cắt ra cái nhà mình chắc không thịt nè. Cái cục xương để dì ăn cho nó ngon. Ngồi cục này chắc cho ăn quá. Đây, cái này quần tráng nè. Đây là quần tráng nhất là cho nhà cái đuôi heo nè. Anh danh cục này nha. Dạ. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Làm. Anh nói cục này là bỏ lắm đó. Làm nó luôn. Cái đuôi con heo. Sáng này mình có chở Nhi đi khám thai cả nhà. Khám thai ở tuần 39 cả nhà. Ừ. Thì sáng này Nhi cân nặng của Nhi là được 53 kg rồi. Thì chắc Nhi tăng cũng được lên 12-13 kg rồi cả nhà. Thì tại vì cái lúc trước con heo bầu Nhi chừng 40-41 kg hả? Ừ. Thì giờ chắc nó tăng 12-13 kg rồi. Rồi em bé thì hồi tuần rồi là tuần 38 thì khám thai là được 3 kg mốt 50. Nhưng mà tuần này á khám thai lại một lần nữa thì có 3 kg mốt 58 mà. Không có tăng nhiều nữa. Không được 100 gram nữa chứ. Rồi sáng này anh nhìn cái kết quả anh bất ngờ. Đúng rồi, mình cũng ngạc nhiên, ủa sao tự nhiên mấy tháng cuối này là tăng dữ lắm, mấy tuần cuối này nè. Nhưng mà sáng này nếu tức khi mà đi khám thì hai chồng mình cũng độ con mình cũng khoảng là 3.4 kg. Đúng rồi, cũng phải lớn 3.4 kg lần. Nhưng thật sự là bất ngờ với kết quả là chỉ có 3 kg mốt 80 gram. 58 gram. Hơn được có 8 gram. Thì nhưng mà về nhà thì lên mạng coi các nhà. Thì thấy là từ ở tuần 39 đó là em bé ít tăng nặng, nó không có tăng nhiều. Không tăng nhiều. Nhưng mà không biết cả ngày ở nhà có kinh nghiệm gì không? Chia sẻ cho tụi mình nha. Tại vì mình cũng hỏi bác sĩ là như vậy không tăng có sao bác sĩ. Thì bác sĩ trả lời là không có sao chứ. Chắc do những cái tuần cuối này, tuần cuối cùng nó không có tăng hay sao. Nó có, nó ổn định luôn rồi. Ừ. Vậy thôi mà đó. Nhưng mà không hiểu không? Nhi cũng nhỏ con đó nha. Nên sanh cỡ 3.1-3.2 là được rồi. Chứ còn lớn quá sanh sợ không hỏi cả nhà. Bất ngờ với con mình không có tăng cân thôi, nhưng mà cái chỉ số mình cân nặng nhìn chung tổng thể của em bé vậy là vừa lắm rồi. So với em vậy là vừa rồi, xanh nó nhẹ nhàng. Cái bự nữa là hơi khó. Tại vì mình vừa này xanh thường á, cho tự nhiên á. Nhưng mà cân nặng về thì cũng ổn rồi. Thì bác sĩ nói là em bé cũng mọi thứ cũng tốt cả nhà ơi. Nước ói là cái đầy đủ của trung bình này. Chứ không có sao. Nói chung mọi thứ đều ổn bình thường hết. Mùi vị cũng mừng mày. Nói chung là lần đầu làm cha làm mẹ thì chứ anh nghe kết quả đó mừng. Mỗi lúc mà Nhi đi khám thai cái nhà, mình ở ngoài phòng này, mình thấy lâu lâu là mình ở đây mình lo đó, không biết chuyện gì sẽ ra. Hồi hộp hả? Mà không chỉ hồi hộp đâu muốn biết, mà lần đầu tiên mình đi khám thai cái lần đầu tiên á, để biết là có em bé là nó hồi hộp. Sao kỳ lắm. Chuyện gì không hồi hộp, nhưng mà thật sự cái chuyện này nó hồi hộp. Tại vì lần đầu tiên mà cái nhà, lần đầu tiên cha là mẹ mà. Đúng rồi. Cũng không có kinh nghiệm mà cũng giống như nó cứ trông chờ vậy, trông chờ thành viên mới. Mình cứ mong là mọi chuyện tốt đẹp với đúng con rồi. Mình với vợ mình thôi. Có một sơ suất nào đó mình cũng không thấy buồn, nó cũng cảm thấy là nó lo lắng thôi. Ừ. Ra mày thấy chỉ số, mọi chỉ số đều ok. Mẹ ok, con ok, thấy vui lắm. Nhưng có đợt như bị thiếu nước ói cả nhà. Đợt cũng lo dữ lắm. Đợt đó uống thêm nước dừa rồi vô cho có nước ói lại không. Rồi đợt sau là bị tiểu đường thai kỳ nữa. Bị hai vấn đề. Nhưng thai kỳ bị hai vấn đề. Đợt nước ói ha. Mình hái cho Nhi có 3-4 quả dừa. Để đó. Bác sĩ dặn là ngày uống 2 trái với 3 lít nước. Mà sao uống nổi cả nhà ơi. Uống quá trời luôn. Nhưng mà cô không có đạt tới đó đâu. Không đạt tới mức đó đâu. Chỉ tiêu của bác sĩ là ngày 2 trái dừa với 3 lít nước, mà hỏi cái nhà chứ làm sao mà
vợ mình uống 3 lít nước với 2 lít vừa nổi. 2 lít vừa có thể uống nổi nhưng mà chắc uống thêm chừng 1 lít, 2 lít là dữ lắm rồi. 1 lít, 1 lít mấy vậy đó. Một chai 1,5 lít với thêm 2 trái dừa là hết lắp luôn. Đúng rồi, vậy là quá dữ rồi đó. Là ngày đi tiểu cũng có 5-6 lần đó. Là 5-6 lần ít á, mười mấy lần. Đúng không? Rồi xong rồi đó là mười mấy lần là ban ngày, cái nhà còn buổi tối chưa tính nữa đó. Xong, qua tuần sau không biết ăn uống kiểu gì, cứ uống nước dừa quá trời luôn, không biết rồi tiểu đường hay kỳ. Đi xét nghiệm nha, đi tiểu đường. Trước khi đi xét nghiệm tiểu đường hay kỳ mà lại uống nước dừa quá nhiều. Rồi ăn uống mà bỏ tại sao như nước ói á. Rồi bác sĩ nói có nguy cơ bị tiểu đường hay kỳ. Rồi xong dính đợt thứ hai. Đúng rồi, lại thêm một cái lo lắng buồn nữa. Thiệt chứ, anh nghĩ không lẽ là mình uống nước dừa quá nhiều ta. Không biết phải gì không mà sau đó cả nhà, sau đó nhưng mà hạn chế ăn tinh bột và hạn chế ăn đồ ngọt á thì cái sự chất tiểu đường cũng như nó cũng giảm bớt, thì chắc có thể là đúng lúc đó là cái lúc mà mình bội bỏ quá nhiều rồi mình uống nước dừa quá nhiều nữa cho nên là nó đường nó tăng cao. Cái đợt đó là lúc mà nước ói em bị thiếu đúng không? Đúng là ngày uống 2 trái dừa nè, xong rồi uống nước ngọt rồi ăn bánh đồ rất là nhiều luôn á, đi bổ sung á cả nhà. Tại vì nó uống nước thì tự nhiên uống là không có được, mình phải ăn cái gì đó vô để cho nó có cái khác nước gì đó rồi uống vô mới được. Với Nhi ăn bánh nè, rồi uống nước dừa nè, ngày một ngày mình nói cái nhà chứ thật sự có khi 3 trái dừa luôn. Rồi ăn trái cây có nước như dưa hấu này nọ, dưa hấu cũng ngọt, rồi ăn mấy cái loại trái cây ngọt nè, mắng cầu ta rồi này nọ đó. Bởi vì em nghĩ với bữa đó Nhi ăn cơm nhiều lắm cả nhà, thật sự cái bữa mà trước khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, Nhi ăn cơm rất là nhiều luôn, tại rất là dễ bị đói. Đói thì chút đói à, nhưng mà cho người ta thì chút đói ăn chừng chút à, miếng cơm thôi, còn này chút đói ăn nhiều cơm bình thường. Tại không biết sao cái hồi mà trước khi có em bé Nhi ăn cũng không có nhiều, nhưng mà cái chuyện có em bé kích thích thì sao ăn nhiều mới sợ luôn. Ăn nhiều mà còn ăn nhiều lần nữa, một lần ăn nhiều nữa rồi gặp ăn nhiều lần lại. Rồi vậy chắc bị tiểu đường hay kỳ đó chứ. Đúng rồi, vừa ăn tinh bột mà vừa ăn đồ ngọt, uống nước quá nhiều không phải uống dừa đâu. Rồi xong xác định, khi mà xác định được bị tiểu đường hay như bị tiểu đường hay kỳ á, lần đầu tiên, xong mà qua tháng thứ hai sau đó là mình xét nghiệm lại thì chỉ số đường nó ok. Rồi tiếp theo đó là mình cũng có đi xét nghiệm mấy lần nữa thì kết quả cũng tốt cả nhà, cũng chỉ số bình ổn, thấy cũng mừng. Tại vì hạn chế ăn lại cái nhà. Nói chung bị cái đó, bị tiểu đường thai kỳ thì mình giảm được tinh bột, như cái chỗ cái chế độ ăn của mình khoa học, cái nữa là mình thấy mình có thể là kiềm hãm được chứ không gì. Mình chú ý là mình ăn rau với phần thịt nhiều hơn chút á, ăn cơm thì ít hơn chút, uống nhiều nước. Vấn đề cũng không đáng lo ngại nha. Thì nói chung là mọi chuyện nó qua cả nhà, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Thật sự hai chồng mình đang rất là nôn nao hồi hộp, nói chung cái cảm giác này rất là khó tả luôn. Như mấy bữa này nè, như mấy bữa vừa rồi nè, mới đêm hôm thì luôn Nhi đau bụng đó nè. Hồi đêm hôm là Nhi tưởng đâu là Nhi có dấu hiệu xanh rồi chứ, nhưng mà đau bụng cái khoảng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ đó nha. Nhưng mà đau răm 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 chứ không có đau nhiều nha. Răm mà giống như nó bị nhói nhói ở bụng dưới vậy đó. Sợ là có dấu hiệu, nhưng mà hồi nó hết, hồi nó ngủ được. Chứ không phải giống như đó là cái cơn gò giả thôi nè, chứ không phải là dấu hiệu xanh thật. Lúc mà 11 anh nhớ là 11:56, tự nhiên nói mình đau bụng, thật sự anh lo lắm luôn á, mà mình cũng không có kinh nghiệm gì cái vụ này nữa. Nghe nói đau bụng là mình cứ nữa à đau bụng là sắp xanh rồi, mình cứ nghĩ vậy thôi đó nha, chứ mình nghĩ là cái cơn gò giả vậy đó. Thì lên mạng tìm hiểu biết là phụ nữ mà trước khi sinh á thì sẽ có những cái cơn gò giả vậy, những cái cơn đau bụng giả vậy đó, không phải là giả gì mà thật sự con mình nó đang giống như đang tìm đường đi ra đó nha. Bởi vậy nó có tạo cho những trẻ em bị đau á. Nó câu dân gian là ông bà mình nói hay nói là dò đường dò xá. Em bé đang dò đường dò xá trước vậy đó. Thì đó, thì hôm này mình cũng thấy lo, mình cũng uống được luôn. Mà hôm này Nhi cũng uống được tầm 2 tiếng đồng hồ, không phải, mình, 2 giờ sáng 3 ngày vậy cái nhà, 3 ngày Nhi bị 3 ngày vậy. Lần trước thì bị khoảng tầm 3 giờ tới 4 giờ. Lần sau bị uống từ 2 giờ tới 3 giờ. Hồi hôm này khoảng 11 giờ tới 12 giờ 1 giờ. 12 giờ tới 2 giờ là 2 giờ đúng, đúng rồi. Hai đứa luôn, hai đứa luôn, xong bắt đèn lên tràn trọc rồi 12 giờ xong cái 12 giờ mấy có dấu hiệu gì không? Xong khoảng 12 giờ 10 phút anh nhớ là em xong rồi anh em đi ăn cơm. Đi ăn cơm. Lại chứ. Đang đau bụng mà đi ăn cơm. Các em nói giờ không biết phải tại vì nó đói bụng quá nó đạp mình ra bụng không biết. Thôi kệ ăn cơm đại đi.
cơm vô thấy hồi im im cả nhà. Ông ổn, thằng cơm vô cái nó chịu hay sao nó hết quậy. Rồi cái hai chồng ngủ được. Tại vì hôm nay nó đập rất là mạnh luôn. Bữa nó cứ thục ở dưới phòng cũng dưới á, em sợ là có dấu hiệu á. Cũng lo. Đúng rồi, đập rất là mạnh luôn. Nói chung là mọi chuyện cũng không sao đâu. Sáng ngày em có hỏi bác sĩ thử như vậy có sao không? Bác sĩ nói là tại vì con gần tới ngày sanh rồi đó. Nên là dấu hiệu để chuẩn bị trước vậy. Chuẩn bị tâm lý trước vậy đó. Đúng xem. Sắp còn tuần nữa chắc là bác sĩ nói dù như từ nay tới tuần đó thì em ví dụ như em có dấu hiệu thì đi sanh luôn. Còn nếu như không có dấu hiệu thì một tuần nữa đi khám nữa. Năm kỹ nữa nha. Mà không, cái ngày của em là ngày dự sanh là ngày 15 tháng 11. Vậy là ngày 15 là ngày thứ mấy? Chủ nhật luôn á. Là lúc 1 tuần tới khám luôn. Vậy là để anh coi, buổi chủ nhật đó là trước khi nếu như em chưa có dấu hiệu thì em sẽ lên bác sĩ trước. Xong mình vô bệnh viện luôn. Không, xin ý kiến bác sĩ chứ bác sĩ kêu sao mình làm vậy? Xin ý kiến bác sĩ trước. Để coi cái con nó như thế nào mà sao không có dấu hiệu sanh nữa. Vậy đi, chủ nhật sao? Còn tuần nữa cả nhà ơi, hy vọng đi. Mà cũng có thể từ nay tới tuần sau là có thể sanh. Tại vì cảm thấy cũng nhói nhói dưới rồi cả nhà ơi. Rồi, linh cảm của em nha. Em nghĩ là dài ngày nữa đó. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nha. Thiệt luôn. Cũng hy vọng sanh mau chóng em lẹ cho nó được hồi hộp nữa cả nhà. Chứ cái thời gian này là thời gian chờ đợi từng ngày luôn. Rất là hồi hộp luôn á. Không chỉ em hồi hộp đâu. Nhưng mà anh nè, gia đình ai cũng vậy đó. Ông bà cha mẹ. Bà nội trong cũng vậy cũng hồi hộp. Nhưng mà riêng ai hồi hộp thì em cũng bình tĩnh thì không sao đâu. Em hồi hộp thì không tốt. Nói chung vừa nôn nhìn mặt con mà lại vừa lo lắng là sợ em đau, lo lắng đau đẻ rồi. Sợ đau gì đó. Tại vì lần đầu tiên sinh con mà. Em cứ suy nghĩ là người ta làm được thì mình cũng làm được. Thì cũng phải suy nghĩ gán suy nghĩ chứ. Có những cái đâu. Người ta làm không được mà em làm được đó là sao? Giống như cái chuyện mà ngày dự sanh của em đó. Em nghĩ người ta thường người ta nghĩ trước một tháng, hai tuần rồi này nọ. Nhưng mà vợ mình chỉ nghĩ có trước ngày dự sanh có một tuần thì đó là cũng tốt rồi. Bởi vì em cũng đừng có lo lắng nhiều, không có tốt. Em cứ suy nghĩ là người ta làm được thì mình cũng làm được thôi. Nhưng mà biết là Vũ biết là cơn đau đẻ là rất là khó tả nha. Đau đẻ là không thể nào. Ai cũng nói là mỗi lần đau cái gì là người ta cứ ví dụ đau như đau đẻ. Đau đẻ là đau cực kỳ đau luôn á. Nói chung em phải xác định là đau đẻ. Bữa em phải đẻ là rất là đau đó. Nên hãy nhưng cố gắng nha. Nhưng mà cứ nghĩ đến niềm vui là mình sẽ gặp mặt con mình. Chứ sắp được gặp mặt con mình sẽ vui lên đi. Vậy em phải cố gắng nha. Em phải cố gắng nhiều đó. Còn đau thì chắc ai cũng đau rồi đó. Anh thì không có chịu đau đớn nhiều như em. Nhưng mà thật sự ở đây anh cũng lo. Anh sẽ lúc nào cũng ở bên em mà. Tại vì bữa mình có lên mình hỏi bác sĩ đó nha. Mình hỏi coi nếu như vợ mình mà sanh á thì mình có người chồng có vô phòng tranh với vợ được không? Thì tại bệnh viện chỗ mình ở thì người ta không cho cái nha. Bác sĩ không cho. Tại vì ở quê đó nha, không có điều kiện như ở thành phố mà cho quay phim chụp hình mà không có. Mình nói em ước một điều là nếu sau này vợ mình sanh á, mình cũng muốn vô phòng để giống như mình chia sẻ cái phần nào với vợ mình á. Vợ mình chịu đau mình cũng ở gần. Nhưng mà bữa mình hỏi thì bác sĩ không có cho. Nói bệnh viện không có cho. Còn như ở trên mạng mình thấy là có nhiều người chồng vô được cái phim chụp hình rồi luôn. Rồi được ở cạnh vợ rồi nắm tay vợ ủng hộ động viên gì đó. Nhưng mà mình không có được. Thì anh cũng muốn vô chia sẻ cái nỗi đau đó với em. Nhưng thật sự bác sĩ cũng cho. Bây giờ mình cố gắng nha. Cố gắng mới được. Nhưng mà lúc đó anh cũng dù là lo lắng chăm sóc em nhưng mà cũng gắng tranh thủ quy lít cho cả nhà xem nha. Đúng rồi. Cả nhà dặn dò. Bữa đó tụi mình sẽ cố gắng. Anh sẽ cố gắng. Thì quay ở trong được thì chắc quay ở ngoài cả nhà. Hoặc là khi mà em bé ra ngoài rồi thì mình quay em bé. Chắc chắn rồi. Cũng gắng cố gắng. Quay được cả nào quay cho cả nhà xem. Thế nào mình cũng phải quay mà. Với lại mình lưu lại khoảnh khắc mà như con mình chờ đợi như thế nào. Nữa thấy vậy chứ nữa sau này nó quay coi cả video nó cũng nhớ. Nhớ một cái kỷ niệm. Mặc dù quay được cái lúc mà mới sanh ra luôn. Nhưng mà quay được cái lúc mà còn khi mà vừa chuyển ra như thế nào, chuyển ra phòng hồi sức gì đó. Như thế nào đó. Thôi, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với anh, gia đình mình trong thời gian tới như thế này. Trước hết là vợ mình, với con mình. Sau đó là gia đình mình ha. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hết luôn.
mong cả nhà luôn luôn ủng hộ kênh của hai chồng mình nha, với gia đình mình luôn nha, để cho mình có thêm động lực để mình làm những cái video nhiều hơn nữa. Thì nếu cả nhà mà ủng hộ thì tụi mình có động lực được cả nhà, mình làm cái gì cũng vậy. Mình không, mình làm cái gì đó mà không ai ủng hộ mình chắc mình không có động lực nào mà để mình có thể tiếp tục làm được cái gì hết. Thì yeah, nói chung là thời gian vừa qua cũng có nhiều người ủng hộ mình đó, các anh chị, các cô chú rồi ủng hộ mình, rồi giống như là hỏi mình sao không có lâu lâu quá không ra video mới vậy đó, thì mình cũng cảm thấy vui vui thì mình có thêm động lực để mình ra video mới, nhưng mà không được nhiều cả nhà. Thì như các bạn biết rồi đó, nói chung cái câu hắn nói này cứ nó đi nó lại hoài à. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự mình phải nói, tại vì cái thực tế nó là như vậy cái. Tại vì mình thì đi làm, mà như bây giờ thì ở nhà có mình à. Hiện tại bây giờ thì ở mình, nhưng bữa giờ cũng đi làm công ty, mới nghỉ hôm qua nay thôi. Đúng rồi. Thì như gần tới xanh, bởi vì không đâu có làm gì được nặng hay là đi tới đi lui sóc dáng người ta đâu. Tại vì giai đoạn này đi nhiều quá cũng bị nặng, bị cái nhà tặng nặng. Tại bữa giờ là thấy nặng rồi. Ba bữa nay là thấy đau đau cái bụng mà thấy lo rồi. Không biết hôm nay mai nó như thế nào. Bữa nay nói chuyện với cái nhà như thế này mà không biết ngày mai như sao. Ở trong bệnh viện không chừng cái nhà. Đúng vậy mà. Thì bữa nào mình cảm thấy có sức khỏe tốt thì mình quay cho nó là xem vậy đó. Thì cả nhà cũng thông cảm cho hai chồng mình nha. Thì trong thời gian tới thì tụi mình sẽ up lên những cái video mà nói về con của mình. Đấy. Thì trước hết đó là mình đang chú tâm toàn lực vào hai mẹ con Nhi với con mình đó. Sắp tới chắc nhờ anh Tâm nhiều hơn, anh mới cực rồi đó. Tại đúng vì rồi, em mà không có làm được, không có video được rồi đó. Thì đó, có thể là cái lịch mà mình để up video của kênh của tụi mình sẽ dài hơn một chút. Có thể là dài hơn chút nữa. Hôm bữa giờ có thể một tuần một video không? Mỗi bữa này có thể là 10 ngày một tuần cả nhà. Tại vì có con nhỏ lu bu lắm cả nhà, lu bu đủ thứ rồi. Quay thì được rồi đó. Nhưng mà mình cũng phải làm sửa video nè. Rồi lo cho nhiều việc nữa. Rồi gia đình đôi bên, rồi gia đình nhỏ của mình, xong rồi gia đình đối bên nữa. Bởi vậy công việc nó cũng nhiều. Bởi vậy mình thì cũng muốn chia sẻ đến cả nhà rất là nhiều luôn á. Làm một cái video nào đó mà để cả nhà xem mà được ủng hộ như thế này thì mình rất là vui cả nhà. Nhưng mà tính chất công việc bởi vậy cả nhà cũng thông cảm cho hai vợ chồng mình nha. Cứ nói đi lại cái điệp khúc này cả nhà cũng hơi nản. Nhưng mà mình thực tế là như vậy. Bởi vậy mình phải nói thôi. Hai chồng mình ăn cũng xong nha. Thôi thì hai chồng mình cũng ăn xong rồi cả nhà. Thì qua món ăn này thì mình cũng muốn chia sẻ với cả nhà cái món ăn. Tuy là không phải mới gì nhưng mà hai chồng mình là mới ăn đó. Lần đầu tiên ăn đó giờ. Đúng rồi. Mình cảm nhận thì bây giờ cái phần heo, cái phần đuôi heo này cảm thấy nó ăn rất là ngọt đó nha. Đầu tiên mình ăn á, cộng với cái phần mà cái hương vị thì nó cũng không có đậm đà gì lắm đâu, nhưng mà thật sự cái phần đậu phộng này nè, ăn vô nó rất là giòn. Nó có độ giòn giòn, xong rồi nó có độ béo, độ bùi của cái đậu phộng. Thì khi mình ăn vô mình mới cảm nhận được đó nha. Còn khi mà cái mùi vị thì nó cũng không có đặc trưng gì lắm đâu. Nó cũng bình thường thôi. Tại vì đậu phộng nó cũng có mùi nhiều ha. Nhưng mà mình ăn cái hộp đậu phộng vô mình mới thấy cảm nhận là cái này nó món này nó ngon. Tuyệt vời. Chung là lâu lâu ăn vậy cũng lạ miệng cái nha. Cũng ngon. Lạ miệng xong rồi bổ chứ em, đúng không? Vừa bổ đàn ông, vừa bổ đàn bà, trẻ em ai cũng bổ. Người già luôn. Nói chung là món ăn này bổ cho tất cả mọi người. Thôi thì video của hai chồng mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà. Còn nếu như cả nhà thích kênh Miền Tiêu Family thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ rồi like chia sẻ video nha cả nhà. Rồi hai chồng mình bye cả nhà nha. Bye bye.